Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, hôm nay cũng là ngày 29 tháng 12 rồi hết quý vị, cũng cận kề ngày cuối tháng rồi, chuẩn bị bước qua cái tháng mới, năm mới 2024. Thì mở đầu cho video một cái thông tin mà hôm qua hả quý vị, rất là nhiều cô chú anh chị khán giả chúng ta đặc biệt rất là mong chờ và rất là vui mừng khi mà trang fanpage của Cường đã hé lộ ra cái dự án trong cái MV mới mà Cường đã chụp trong cái studio hôm trước đó quý vị. Thì bây giờ hãy sẽ đọc cụ thể trên fanpage cho quý vị chúng ta cùng xem nha. Hồ Văn Cường fanpage: Con Cường xin chào cả nhà, lại một năm nữa sắp qua. Không khí Tết đã đến rất gần với mọi nhà rồi. Năm nay con sẽ có nhiều điều đặc biệt hơn để gửi tặng cả nhà đấy ạ. À, món quà xuân đầu tiên con muốn gửi tặng đó là ca khúc Anh cho em mùa xuân, nhạc Nguyễn Hiền, ý thơ Kim Tuấn, vào lúc 20 giờ của ngày 30 tháng 12. Mời cả nhà sẽ cùng nghe ca khúc này trên kênh YouTube của con nha. Thì Cường có chia sẻ một cái hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị cũng như là cái đường link của kênh YouTube nữa quý vị, cho cô chú anh chị khán giả chúng ta cùng xem hé lộ một cái poster hả quý vị của cái MV Anh cho em mùa xuân mà 8 giờ ngày mai Cường sẽ công chiếu trên cái kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Và Cường cũng chia sẻ là hẹn gặp cả nhà vào ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 2024 tại Made in the Net của Đà Lạt. Và chúng ta thấy những cái hình ảnh trong studio hôm trước chụp được hé lộ ra, hôm nay Cường mới bung cho cả nhà chúng ta xem ngay cái dịp cuối năm ha quý vị. Rất là nhiều cô chú anh chị đã vào trang của Cường để mà comment, like cho cái bài viết này rất là nhiều quý vị. Hải cũng có chia sẻ bình luận trong đây nè quý vị. À, cái bài này thế nào thì cũng sẽ hot trend nữa thôi nè quý vị ơi. Tại vì khi mà Cường tung ra cái sản phẩm nào thì hầu như khán giả FC xanh đột chuối của khắp mọi miền đó quý vị, như trẻ hội cố gắng cài liên tục, nghe liên tục, share liên tục rồi lan tỏa liên tục trên các nền tảng của mạng xã hội đó quý vị. Hôm qua nay là trên TikTok cũng rần rần rồi đó quý vị. À, rất là nhiều người cũng đã biết đến cái MV Anh cho em mùa xuân mà Cường sắp sửa tung ra vào ngày mai đó quý vị. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái dự án của Cường nha quý vị. Đây là một trong những cái dự án đầu tiên mà Cường quay về xuân có cái bối cảnh trang phục mà mình đã từng xem trong cái buổi chụp ảnh đó quý vị. Chúng ta cùng nôn nao chờ đợi xem ngày mai sẽ như thế nào hết quý vị. Quý vị có thấy không, Cường lựa cái bài hát này nó cũng rất phù hợp quý vị. Tại vì khi mà hát về xuân đó có rất là nhiều bài, ví dụ như là câu chuyện đầu năm trẻ như là mùa xuân ơi rồi đó quý vị, vân vân. Nhưng mà cái ca khúc Anh cho em mùa xuân đó với cái giai điệu nhạc vui tươi nè, với lại cái lời ca, cái ca từ đó quý vị, nó cũng phù hợp với lại cái tuổi của Cường nữa. Nói chung cái bài hát này đó quý vị, hãy nghĩ á, là Cường cũng rất là tâm lý khi mà lựa chọn cái ca khúc này để mà gửi tặng cho khán giả đó quý vị. Rồi tiếp theo cho Hải chia sẻ tiếp tục những cái phần quà nữa nha quý vị. Hôm nay có những cái món quà cũng rất rất là đặc biệt luôn quý vị ơi, của khán giả trong nước ngoài nước đã chuẩn bị xong để mà dành tặng cho Cường. 2 ngày nữa là sẽ xuất phát lên đường đó quý vị. Trên hình ảnh tất cả cô chú anh chị khán giả của mình đang xem, đây là một cái phong bao lì xì màu xanh đột chuối với 2 chữ tài lộc của một khán giả mà chị Nguyễn Ngọc Lệ FC cũng đã chia sẻ trong fan club là cô ở xa. À, dành tặng đầu xuân cho Cường với bao lì xì là 5 triệu đồng đó quý vị. Lại thêm bao lì xì tài lộc đầu năm nữa đó quý vị. Và tiếp theo nữa, đây là một vị Nguyễn Hạnh cũng chia sẻ trong fan club trên hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị khán giả của chúng ta cũng đang xem, một cái bó hoa rất đẹp với nhiều màu sắc đó quý vị của FC xanh đột chuối Hải Dương tặng cho ca sĩ Hồ Văn Cường số 1 tháng 1 tại Đà Lạt đó quý vị. Hôm nay có thêm một cái bó hoa rực rỡ màu sắc của FC Hải Dương nữa. Và ảnh kế tiếp, một trong những cái hình ảnh phần quà phải nói nhìn rất đặc biệt và có một cái sự may mắn trong đó đó quý vị. Đây là một miếng vàng SJC 4 số 9 với biểu tượng của ông thần tài, một chỉ đó quý vị. Một món quà yêu thương mà cô Hương Trương ở xa, ở hải ngoại ở Mỹ đó quý vị, cũng chuẩn bị dành tặng cho Cường trong cái sự kiện đầu năm. Và cô cũng có chia sẻ trong cái bài viết, hãy đọc cái đoạn cuối cho quý vị nghe. Show này, quà may mắn đầu năm cô tặng con là một miếng vàng thần tài, sẽ mang đến tài lộc
cho con và cô tặng con ba chữ phúc lộc thọ, với mong ước con và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và đạt nhiều điều tốt đẹp nhất trong năm 2024. Thương mến. Một cái tình cảm hả quý vị, của khán giả của FC Xanh Đọc Chuối ở phương xa, dù không đu show được nhưng cũng dành những cái phần quà yêu thương, một cái món quà cũng giá trị, đầy may mắn trong cái năm mới, đó là ông thần tài với ba chữ phúc lộc thọ. Mong cho Cường và gia đình nguyên năm luôn hả quý vị, sẽ có nhiều điều may mắn, tài lộc, bình an. Còn trên hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị khán giả của mình đang xem đó, đây là tiền Úc phải không quý vị, là cái món quà mà hãy thấy được vị Ngọc Thọ Nguyễn đã chia sẻ nè quý vị, hãy đoán chắc có lẽ là tiền Úc đó quý vị, mà khán giả mà FC cũng từ ở nước Úc xa xôi dành tặng cho ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, và một cái bó hoa rất là đẹp màu xanh đọc chuối phối trắng để dành tặng cho Cường trong cái dịp đầu năm mới nữa đó quý vị. Quý vị thấy nãy giờ là nhiều phần quà khủng chưa quý vị, đặc biệt mà có giá trị mà lại có ý nghĩa nữa đó quý vị. Cường hạnh phúc chưa quý vị, rất là nhiều tình thương của khán giả trong nước ngoài nước dành tặng cho Cường trong cái dịp khai xuân đầu năm. Và hiện tại đó quý vị, hãy cũng có xem lại cái MV Người ơi đừng bỏ quê của Cường, đến thời điểm này đó quý vị cũng đã hơn 2 triệu 8 lượt xem rồi quý vị ơi. Sắp sửa cán mốc được 3 triệu view rồi đó quý vị. Còn tới 30 rồi ngày 31 2 ngày nữa. Nên là mong khán giả mình cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng ha quý vị, cố gắng được 3 triệu thì càng tốt, là món quà khai xuân dành tặng cho Cường trong dịp đầu năm. Còn không được thì chúng ta cũng cố gắng lên nấc nữa khoảng 2 triệu 9 ha quý vị. Trên tạp chí điện tử của báo Sao Ta, hãy cũng thấy được một cái bài viết chia sẻ cái tựa đề là Hồ Văn Cường bị trội dép trên sân khấu thực hư ra sao. Thì cái này là người ta đặt cái tựa đề để cho thu hút thôi quý vị. Còn cái hình ảnh mà trỏ dép đó, để hãy kéo xuống cho quý vị xem. Báo chia sẻ là trỏ dép á, là cái hình ảnh mà Hải cũng có chụp lại, có quay được trong cái khoảnh khắc đó quý vị. Lúc mà cái chị mà đánh đàn organ đó quý vị, chỉ có một cái giỏ điện thoại hình chiếc dép màu xanh đọc chuối của cái giỏ iPhone đó quý vị. Chị giơ lên chỉ hòa nhịp khi mà Cường xuất hiện, Cường hát đó quý vị, đu đưa theo nhịp đó quý vị. Thì chính cái hành động này mà báo họ mới chia sẻ thành cái câu từ, cái tựa đề để thu hút khán giả đó quý vị. Hãy xin tóm tắt lại nha quý vị. Và cũng trong cái hình ảnh đó mà một phút bất chợt thì trên sân khấu Cường cũng tạo ra một cái sự lém lỉnh, một cái sự duyên dáng hài hước ngay trên sân khấu. Đó là khi mà quay ra hỏi dạ mấy anh ban nhạc, có muốn giống như vậy không, mỗi người có muốn cầm một cái để quơ quơ hay không, rồi hỏi anh trống anh muốn có cầm để mà quơ lên giống như vậy hay không đó quý vị. Tức là trong một cái tình huống nhất định nó xảy ra thì Cường cũng tạo lên một cái không khí gọi là có một cái sự vui, sự thoải mái trên sân khấu, tức là không có cho nó bị trì cái tiết tấu trong cái đêm nhạc, không có cho nó bị lắng động lại đó quý vị. Một cái phút giây mà Cường tạo ra cũng phải rất đặc biệt, điều đó cho chúng ta nhìn thấy rằng Cường rất là tự tin và rất là thoải mái. Khi nào mà có những cái tình huống nào đó mà khán giả tạo ra thì hãy thấy là Cường mới bắt cái nhịp đó để mà hòa nhịp cùng với khán giả đó quý vị. Mà chúng ta cũng phải công nhận hết quý vị là đôi khi có những cái tình huống mà bất ngờ ở trên sân khấu, rồi một cái sự phối hợp mà Cường đem lại, tức là khi có một cái tình huống thì Cường tạo ra một cái sự lém lỉnh để mà hòa nhịp với cái tình huống đó. Chúng ta thấy không, rất là tự tin và rất là thoải mái. Nói chung là bây giờ chúng ta rất là an tâm về Cường khi mà đứng trên sân khấu, mặc dù còn kiệm lời, mặc dù là chưa phải gọi là nhiều hung, nhưng mà từ từ đi hết quý vị thì chúng ta sẽ thấy Cường sẽ hoàn toàn bộc lộ hết cái khả năng, và cái tự tin, cái thoải mái sẽ ngày càng có nhiều cái sự lém lỉnh hơn nữa và hoạt ngôn mạnh hơn nữa trên sân khấu đó quý vị. Hãy nghĩ là như thế, trong năm 2024 này là sẽ có bước tiến mới nữa đó quý vị. Dạ thì thông tin hôm nay hãy cũng chỉ cập nhật cho khán giả của mình để mà tối mai lúc 8 giờ cùng chờ đợi xem cái MV đón xuân mà Cường dành tặng cho khán giả trong ngoài nước cũng như là FC Xanh Đọt Chuối, và những cái phần quà đặc biệt giá trị trong video ngày hôm nay đó là tất cả những cái tình thương của khán giả trong ngoài nước dành tặng cho ca sĩ, cho idol, sứ giả cảm xúc mang tên Hồ Văn Cường đó quý vị. Hãy cảm ơn quý vị đã dành thời gian và theo dõi video đến thời điểm này. Cho phép hãy dừng video tại đây. Nếu như có các thông tin nào mới hơn nữa thì hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Xin được chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ. À.